rảnh rỗi không có việc gì làm nghĩ ra cái trò này nó cũng hay. Ôi rồi ôi, kẹo này bằng giờ sáng mai là hết đát rồi. Cái chỗ này tối nay sang biếu cái lão xỉu già không có để nó phí mất. À Thanh này, dạ. Cái giống hoa giấy cẩm thạch này bình thường nó đã đẹp rồi, vậy mà bây giờ nó ra hoa nữa thì nhìn nó càng rực rỡ cháu nhỉ. Bác ơi, cây này vừa đẹp vừa dễ trồng lại chịu nóng tốt. Ừ. Mà trong phong thủy ạ thì cây này ngoài cho bóng mát ra còn xua đuổi tà khí vào trong nhà mình. À. Nên là cái loại cây này đang rất được săn đón đấy ạ. Bảo sao mấy tháng nay cái giống hoa giấy cẩm thạch này nó cứ hót hòn hòt. Mà thôi, làm nhanh chóng nghỉ cho khỏi nắng. Cho dạ vâng. Bác xỉu. Đi đâu? Cháu mà. Cháu chứ còn ai nữa. Hạ xuống. Này. Khẽ tay ra. Cháu nên nhớ đây toàn là cái giống đắt tiền cả. Bác mẹ Thanh bỏ bao nhiêu tiền vốn ra để đầu tư vào toàn cây quý cả. Vậy mà mày bê trộm như thế này thì mày định để cho bác vỡ nợ đấy hả? Cháu gửi tiền là được chứ gì? Bắt được rồi bắt đầu mới gửi tiền. Bao tiền ạ? 400. 400 gì? Ừ. Đơn giản, bình thường. Nhưng mà cháu không thích cái này nữa. Cháu thích cái này. Bao tiền? Cái này à? Ừ. 4 triệu ạ. Ừ. 4 triệu? Vâng. Sao mà giật mày? Để hỏi nói cho mà nghe nhá. Đừng có cậy có bác xỉu đây mà chú định bắt chẹt anh nhá. 400 thì nói 400 đi. Lại còn nói 4 triệu. Anh ơi nhưng mà không phải thế ạ. Không, nhường nhịn gì hết. 400 đây, cây này 400 thì cây này chắc chỉ 400 thôi chứ đâu. Không phải, bởi vì là gì đây? Đưa trước. Cầm trước 50%. Cầm lấy. Mai sang gửi nốt 50%. Được chứ, cháu cứ tạm thời cầm đấy. Nha. Ừ. 400 bạc. 4 triệu. Bà là nhăn. Nhưng mà này. Hai cây giống nhau nhỉ? Cây này 400, cây kia 400. Bác ơi, cây 4 triệu thật bà. Bác biết rồi, giống cứ để nó mang về chắc nó lại mang trả lại mà. Bán mãi là mớ rau. Tiền cái tiền giả nhỉ? Ừ. Mạnh nhỉ? Đi à? À? Em đi bán mấy mớ rau. Nhà ông Dần dạo này có thú chơi cây cảnh cả. Cái gì đây? Hoa giấy cẩm thạch. Cũng biết hoa giấy cẩm thạch. Vâng. À mà cũng đúng thôi. Lừa người ta ký nợ ăn quà hai lần chắc là thừa tiền. Chú Hợi đừng có ăn nói hàm hồ. Có ăn thì phải trả. Và nhà anh cũng trả giàu lên vì mấy cái đồng tiền ký nợ của chú đâu. Cây này ấy, là anh mua tặng sinh nhật mẹ anh bằng cả tháng lương đấy. 5 triệu đi dạy của anh đấy. Cái gì cơ? Anh nói lại xem nào. 5 triệu. Sao đấy? Tôi chết rồi. Ôi, tôi có khi cây kia là 4 triệu thật. Tôi chết rồi. Con Thiếu ơi. Con Thiếu. Gì đây? Trả lại tên cho em à? Bác ơi. Anh ở nhà không? Có việc gì? Cái cây này ấy. Cháu muốn gửi lại. Gửi lại à. Lần sau làm cái gì phải suy tính cho được thật kỹ nhá. Được chưa? Vâng ạ. Đi về đi. Cho cháu xin lại 200.000 ạ. Riêng chuyện tiền này, lại phải chờ thằng Thanh về nhá. Bác không liên quan đến chuyện tiền. Sao phải chờ ạ? Nhưng phải chờ chứ còn gì nữa. Để cho thằng Thanh nó về nó còn kiểm tra lại xem hiện trạng của cây nó thế nào nhá. Mấy triệu bạc cái cây của người ta đấy. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại này.